Giáo mát đầy đường, đâu chẳng là giặc Minh cuồng bạo. Sách vở cả nước đều trở thành một đống tro tàn. Muốn tìm sự tích sót lại trong đống than tro, khó tránh tiếng thị phi trong việc biện giải chữ Hợi và chữ Thủy. Ngô Sĩ Liên. Giao chỉ yếu ớt, vọng tưởng châu chấu đá xe, truyền lệnh giết không chừa một ai. Đinh Lễ, giết hắn. Muốn giết ta sao? Tất cả tới đây. Giết hắn sẽ được thưởng ngàn lượng vàng, thăng quan ba cấp. Chúng ta có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Giặc chính là giặc. Đã là giặc thì phải giết. Quân Minh
cũng đâu phải toàn bộ đều là kẻ xấu. Tiểu Nguyệt, muội mới gia nhập nên còn chưa rõ. Sinh vào thời loạn, nhân từ là điểm yếu chí mạng. Nhân từ không đúng lúc chính là tàn nhẫn với chính mình. Đến 1.000 thì giết 1.000. Đến 1.000 ta giết 1.000. Chỉ cần bàn tay này nhuốm máu nhiều một chút thì huynh đệ Lam Sơn sẽ bớt phải đổ máu. Phấn chấn lên, cũng nhờ tin tức của muội mà quân ta mới thắng lớn như vậy. Sắp tới Bắc Tiến, chúng ta nhất định phải ghé qua làng của muội uống rượu nha. Chúng ta phải uống cạn rượu của làng Tiểu Nguyệt. Năm 1407, cha con Hồ Quý Ly bị bắt, nhà Hồ chính thức sụp đổ. Quân Minh nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ Đại Việt. Một mặt, Trương Phụ thẳng tay đàn áp khởi nghĩa. Mặt khác, Hoàng Phúc tiến hành kế hoạch đồng hóa, dạy người giao chỉ, trị người giao chỉ. Dưới thời kỳ cai trị của Trương Phụ và Hoàng Phúc, người dân giao chỉ thực sự chỉ có hai lựa chọn. Một là chết, hai là dân đao quy phục. Nhưng khi Trương Phụ, Hoàng Phúc lần lượt về nước thì nội bộ quân Minh bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn và sơ hở. Nhờ đó, nghĩa quân Lam Sơn dần tìm được cơ hội chuyển bại thành thắng. Sau khi bao vây cô lập được các thành lớn nhỏ từ Thuận Hóa ra đến Thanh Hóa, Lê Lợi tiến quân ra Bắc. Được chỉ huy bởi những tướng lĩnh tinh nhuệ bậc nhất của Lam Sơn lúc bấy giờ là Bộ Ba, Lý Triện, Đinh Lễ và Nguyễn Xí. Đã lâu rồi mọi người mới vui vẻ được như vậy. Cũng nhờ có chúa công và các huynh đệ đã mang đến hy vọng cho họ. Chúa công vẫn thường nói trong mỗi người dân đều có sẵn một đốm lửa cháy âm ỉ.
Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đốt lên một ngọn đuốc mồi. Để những đốm lửa nhỏ kia cùng nhau bùng lên thành một đám cháy, thiêu rụi sự tàn bạo của giặc Minh. Mong sao những ngọn lửa đó có thể vượt qua được những cơn giông bão sắp tới. Ý muội là... Trẻn. Ông trưởng làng muốn so tửu lượng với người uống khỏe nhất nghĩa quân. Đi thôi trẻn. Giờ là lúc ta rửa hận. Truyền lệnh phóng tiễn, không chừa một ai. Báo cung lui. Chạy đi, chạy đi, rút lui. Buông ra, muội phải chết. Mang đi. Mọi người ở đây, còn người làng của muội thì sao? Bọn ta xin lỗi. Không, không thể nào. Lũ khốn này, ta bắt được lúc đoạn hậu.
không moi được tin tức gì, đúng là phí công. Hận là không giết được tên khốn Lý Lượng. Muội, muội phải báo thù. Không, để anh. Một gan tay, xương sườn thứ ba từ trên xuống. Dùng lực một chút. Mỗi đứa một nhát, từng đứa một. Cầm lấy. Sẽ đến lúc em trả được thù. Sẽ bị trời phạt. Một tao chính là trời đây. Đại nhân, đại nhân, làm ơn, đại nhân, đại nhân. Một đám giao chỉ không biết chữ tử phải viết như thế nào. Nhớ lấy, chống lại thiên triều thì các ngươi chỉ có một kết cục. Tên quảng hoàng chó má, mày đi chết đi. Nghĩa phụ, mang bọn chúng đi, giam lại, không được đụng tới chúng. May, may cho ngươi là có thái, thái đại nhân ở đây. Bậy đâu, mang đi. Con phải kiên nhẫn. 10 năm trước, khi nghĩa phụ đem con về nuôi nấng, con đã tin rằng Đại Minh vẫn còn người tốt. Nhưng mà suốt thời gian qua, con chỉ thấy máu người Việt chảy càng ngày càng nhiều. Ta hiểu nỗi khổ tâm của con. Hay cho một a gián điệp. Tiểu nữ tham kiến Trần đại nhân. Dám ra tay với mệnh quan triều đình, người chẳng sống rồi sao? Tiểu nữ nhất thời lỗ mãng, mong đại nhân thứ tội cho. Con dân Đại Minh ta đổ bao nhiêu máu ở xứ giao chỉ này là vì điều gì? Máu là từ chiến mà sinh. Chiến là vì đâu mà sinh? Đại Tần diệt lục quốc thống nhất thiên hạ là vì đâu?
Hán Việt Sở lập ra triều đại 400 năm Thái Bình vì sao mà được? Từ cổ chí kim, không có chiến tranh thì sao có được Thái Bình? Chiến tranh là con đường để đạt được Thái Bình. Chỉ khi mảnh đất này sát nhập vào Đại Minh là lúc con dân Giao Chỉ trở thành con dân Thiên Triều, Thái Bình mới thực sự về với mảnh đất này. Chính vì điều đó, để đạt được Thái Bình, ta cũng không ngần ngại bàn tay này dấy máu. Máu của ngươi cũng không ngoại lệ. Tiểu nữ đã hiểu rồi. Lần trước ngươi đã làm rất tốt. Lần này trọng yếu là dụ được tên Lý Triện mắc bẫy. Chỉ cần hắn cắn câu thì ta sẽ có một trận quét sạch bọn nghịch tặc cứng đầu đó. Tiểu nữ sẽ lập tức chuyển tin. Đi đi. Chuyện ta nhờ ngươi như thế nào? Ta đã cầu chuyện Hoàng Phúc Đại Nhân nói giúp ngài. Hoàng thượng tất sẽ bị thuyết phục. Cái ta cần không chỉ là trọng binh, mà còn là sức mạnh tuyệt đối của Thiên Triều. Sẽ như ý ngài. Rất tốt. Tháng 10 năm 1426, sau khi nhận được tin báo chiến bại liên tiếp ở Giao Chỉ, Minh Tuy Tông nổi trận lôi đình, lệnh cho Dương Thông nhận chức tổng binh, dẫn hơn 5 vạn hùng binh Nam Hạ. Sau khi hợp với Trần Hiệp, binh lực quân Minh lên đến 10 vạn. Sĩ khí ngút trời, hùng tâm vạn trượng. Dương Thông cho dàn quân ba trại dọc theo sông Ninh, quyết một trận quét sạch cánh quân Bắc tiến của Lê Lợi. Chỉ cần bọn chuột nhắt dám bò tới, lão tử sẽ bóp chết từng tên một. Ngày 6 tháng 10, Lý Triện ngày đêm hành quân thần tốc, đánh tan hai trại ở Thanh Oai và Sa Đôi. Thừa lúc sĩ khí đang mạnh, Lý Triện liền mang theo một thất tượng binh tiến công tới trại của Dương Thông ở Cổ Sở, nhưng không ngờ rằng chính mình đã rơi vào thiên la địa võng. Dương Thông từ trước đã cho phục binh ẩn nấp kỹ xung quanh, dẫn dụ Lý Triện vào sâu trận địa, lại bày kế gắn trong sắt đằng sau khiên, lệnh binh sĩ giả vờ rút chạy rồi ném khiên khắp nơi. Rồi đạp phải chông, lồng lên đau đớn, giẫm đạp lên nghĩa quân, khiến đội hình rối loạn. Rút lui mau! Bọn chuột chắc đã sập bẫy, thù lưới! Truy sát! Dương Thông ra lệnh toàn quân truy kích. Lý Triện thấy thế chặt mạnh, không thể ngăn cản, liền ra lệnh hủy hai trại đã chiếm được, rồi tức tốc lui quân về cao bộ cố thủ. Nhận được tin báo, Đinh Lễ cùng Nguyễn Xí liền kéo quân tới ứng cứu. Dương Thông bất chấp tất cả, quyết diệt Lý Triện. Nhưng khi đến ranh giới xứ Chúc Động, thì Trần Hiệp ra mặt ngăn cản. Tất cả dừng lại, không được đuổi theo.
tiếp tục truy sát, lão tử phải lấy được đầu tên họ Lý. Dương tổng binh, ngài nhìn xem. Là sương mù à? Sương mù là đặc sản của vùng này. Hành quân trong 10 bước, trước sau không thể nhìn thấy nhau. Một đặc sản nữa là bãi bùn lầy lội. Nếu khinh xuất tiến vào, một khi đại quân xa lầy, bọn giao chỉ sẽ thừa nước đục thả không. Tầm nhìn hạn chế, địa thế hung hiểm, chỉ cần đi sai một bước sẽ khiến toàn quân bị tiêu diệt. Chỉ phải khốn kiếp, nếu bọn chúng nhất định trốn trong đó không ra, ta làm thế nào để tiêu diệt bọn chúng đây? Tuy giặc có địa lợi, nhưng phe ta nắm trong tay đại thế. Dương tổng binh cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị sách lược từ trước. Một mẻ lưới hốt trọn bọn chúng. Tại bến Ninh Kiều, Tiểu Nguyệt đã dâng lên địa đồ toàn bộ vùng Cao Bộ và cánh đồng Túc Động Chúc Động. Trần Hiệp liền đem toàn bộ kế hoạch gọng kìm đã vạch ra từ trước bày ra trước mắt Dương Thông. Một mẻ lưới cực lớn hòng diệt sạch nghĩa quân Lam Sơn. Dương tổng binh, ngài dẫn 2 vạn quân thiết kỵ vòng qua phía tây tiến thẳng về phía Cao Bộ. Ngay khi nghe tiếng pháo hiệu thì đánh thẳng vào trại của chúng. Nhưng cánh này chỉ là hư chiêu, hù dọa là chính. Mục đích là lùa lũ chuột về cánh phía đông. Cánh phía đông từ Tốt Động tới Chúc Động mới là nơi chúng ta tung ra đòn sát thủ chân chính. Ta cùng Lý Lượng sẽ mang trọng binh hành quân không nghỉ, giăng ra một tấm lưới lớn xuyên suốt từ Tốt Động đến Chúc Động, dây chặt cánh phía đông. Chỉ cần dàn sẵn pháo trận và cung thủ, chờ cho lũ chuột mò đến, ta sẽ bóp nát bọn chúng. Cánh phía tây tuy có sương mù, nhưng không đến nỗi khó tiến quân. Tuy nhiên, cánh phía đông không chỉ có sương mù, mà còn là vùng tập trung nhiều đầm lầy. Hành quân cứ phải dòm dập, sẽ tạo ra nhiều lỗ hổng cho bọn giặc lọt lưới. Ngài chớ lo, chỉ cần dùng kế thổ công, một nắm đất định đại cục. Ta hiểu rồi, giống như quân Mông Cổ khi xưa. Ngài nói rất đúng. Các toán tiên phong của chúng ta sẽ mang theo rất nhiều bao đất, liên tục lấp vào những nơi lầy lội. Quân ta đông đảo, hoàn thành việc này chẳng có gì khó. Một con đường đất nối liền từ Chúc Động đến Tốt Động, tạo thành nơi đặt chân vững chãi cho quân ta giăng lưới. Đến lúc đó, bọn chúng có mọc cánh thì cũng khó mà thoát. Diệu kế, diệu kế. Hồn thiêng, hồn
là ai đang hát gì? Bẩm, cả nhà cô gái ấy đã chết trong trận này, đến xác cũng không thể nhặt về. Hey, thật đáng thương. Trận này đúng là tổn thất không hề nhỏ. Mỗi mảnh vải này là một anh em đã ngã xuống, là anh đã hại họ. Ngay cả Tiểu Nguyệt cũng còn sống là còn cơ hội báo thù rửa hận. Huynh hãy mạnh mẽ lên. Cơ hội ư? Ta e rằng chúng ta đã rơi vào đường cùng rồi. Lần này thanh thế giặc cực mạnh, quân số lại đông đảo. Ta vốn muốn nhân lúc chúng mới từ xa tới, đánh một trận phá tan sĩ khí của chúng, sau đó rút về hội quân với Chu Cầu. Không ngờ cả đời phục kích bọn chúng, hôm nay lại nếm mùi gãy ông đập lưng ông. Lúc này ắt Dương Thông đã dàn quân dây kín, đến con ruồi cũng không thể lọt. Vậy thì đã sao? Cao bộ này là hiểm địa, dễ thủ khó công. Chúng ta quyết tử thủ, xem chúng sẽ làm được gì chúng ta. Lương đã cạn, mấy ngàn quân bị dây tại đây, chúng ta có thể hít gió ăn sương mà đánh giặc được sao? Chỉ còn cách rút lui về Thanh Hóa hội quân với Chu Công. Không được, nếu vậy bọn chúng cũng sẽ kéo thẳng đại quân xuống đánh Chu Công thôi. Nếu ở lại đây, chúng ta không tử trận cũng chết đói. Rút về Thanh Hóa, chúng ta vẫn còn một cơ hội chờ ngày phản công. Ta không muốn một ai phải hy sinh ở đây nữa. Lúc nhỏ, khi cha bị hổ vô, đệ đã nghĩ rằng cái chết thật là đáng sợ. Vậy mà kể từ ngày đi theo Lê Chúa, đệ mới hiểu được rằng chết mà không phản kháng còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Huynh đã từng nhìn vào mắt người dân Diệp khi bị quân Minh sát hại chưa? Trước khi Chu Công khởi binh, ánh mắt của họ chỉ ngập tràn sợ hãi. Họ chấp nhận để mặc cho quân Minh tàn hại, chà đạp, giết chóc. Bây giờ thì sao? Ngay cả những người dân hiền lành trong làng của Tiểu Nguyệt cũng dám liều chết đối mặt với quân Minh. Triện huynh, hãy nhìn kỹ đi. Không phải ai khởi nghĩa cũng là anh hùng, nhưng mỗi người nằm xuống đều là nghĩa sĩ. Huynh không phải là anh hùng, đệ cũng không phải là anh hùng. Chúng ta chỉ là những người dẫn đường, đưa họ, đưa dân tộc này tới ngày thái bình. Nếu bây giờ huynh buông xuôi thì tất cả những hy sinh này đều vô nghĩa. Lần bắt tiếng này thất bại, huynh có thể ngẩng mặt nhìn huynh đệ đã tử trận, có thể nhìn Tiểu Nguyệt được hay không? Đệ dù có chảy tới giọt máu cuối cùng cũng không cho phép huynh bỏ cuộc. Đệ nói đúng, chết thì chết, nhưng chúng ta phải kéo theo bọn giặc Minh. Chúng chết càng nhiều thì Chúa Công càng nhẹ gánh. Giết giặc làm sao có thể thiếu phần của đinh lễ này được. Hai người coi đây là cái gì? Cây trủy thủ này đệ đã tặng cho Tiểu Nguyệt, tại sao nó lại
Tiểu Nguyệt chưa chết, còn nhờ người đến đưa tin. Ban đầu huynh còn tưởng hắn là gian tế, cho tới khi hắn đem ra một thứ mà huynh không thể nào ngờ được. Thuận Thiên kiếm của chú Kiếm Công. Cuộc chiến này chúng ta vẫn còn hy vọng. Vậy là trên mảnh đất Đại Việt, bánh xe lịch sử một lần nữa lại xoay chuyển. Người vào tuyệt lộ được ban cho hy vọng. Kẻ gian hùng muốn nuốt trọn càn khôn. Cái ta cần không chỉ là chiến thắng mà còn là giết sạch không còn một móng. Là đại nghĩa sẽ thắng hung tàn. Tự do sao có thể trông chờ kẻ địch ban phát? Hay chí nhân phải thua cường bạo. Thái bình chỉ có thể do kẻ mạnh tạo ra rồi ban cho kẻ yếu cùng hưởng. Tự do phải do chính tay mình giành lấy. Khi kẻ mạnh kiến tạo thái bình, kẻ yếu ắt phải đổ máu lót đường. Để người dân không phải sợ hãi đồ đao của quân tù. Rồi hoàng ân sẽ soi sáng, bọn chúng sẽ dân quy thuận và quên đi gốc rễ. Để dân tộc này không phải sống đời nô lệ. Vì là kẻ mạnh, đến lúc này ta sẽ không ngần ngại. Để non sông này mãi mãi là của con dân Đại Việt. Tàn xa! Là dầu cá. Phóng quả tiễn. Lũ ngu ngốc không được loạn. Dựng khiên trận lên. Dựng khiên trận. Mai đồ có cứng mấy thì búa đập vào cũng tan tành. Xuất trận. Thank you.
Nhờ nắm được tiên cơ, quân Lam Sơn đón đầu phục kích địch ở cánh phía đông, hoàn toàn ở thế thượng phong. Không những vậy, tại cánh phía tây, một bữa đại tiệc được Lý Triện bày ra từ trước, chỉ còn chờ con bồi nhập tiệc. Tên giặc cỏ mà muốn ám toán lão phu sao? Cái gọi là kế hoạch gọng kềm, ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngươi nhìn đi, thuộc binh của ta đã rải khắp ở nơi này. Ngươi đã xem mấy con ngựa lông của ngươi, làm sao địch nổi tượng binh của ta? Một lũ mang chi mà dám học đòi bày mưu tính kế à? Còn ngu chút. Sao? Có phải ngươi đang tự hỏi tại sao ta lại ở cánh phía tây này không? Dạy cho ngươi một bài học: binh bất yếm trá. Tiểu Nguyệt, con đàn bà hạ tiện, ăn cơm Minh Triều mà lại muốn làm ma giao chỉ hả? Xem ra ngươi bỏ mặt cánh phía đông rồi. Phía đông ta có 50,000 binh, bọn ngươi chỉ có vài ngàn. Đợi ta quét sạch ở đây, e rằng chúng còn chưa đánh xong. Hơn nữa, dạy cho ngươi bài thứ hai: kẻ mạnh tất thắng. Bọn bay sẽ chết không có đất chôn. Sau trận chiến thành Đa Bang, thần cơ sang pháo đã trở thành nỗi kinh hoàng trên chiến trường. Nay lại được nhà Minh cải tiến thêm, tuy vẫn rất nặng nề và không thể xoay hướng, nhưng đã có thể di chuyển trên chiến trường chật hẹp. Sang bằng chúng cho ta. Quân binh xả pháo vào quả ngưu. Châu nghe tiếng nổ lớn, liền sợ hãi mà giạt qua hai bên. Nhưng cơ hội đó, quân Minh liền đoạt lại quyền chủ động, thể hiện ra ưu điểm của một đội quân thiện chiến: người đông thế mạnh, trang bị đầy đủ, dần dần nghiền nát phe Lam Sơn. Mau phóng tiễn và quả thương. Thưa đại nhân, sương mù dày đặc như vậy, ta phải bắn vào đâu đây? Cứu gấp, bọn chúng chỉ có vài ngàn, quân ta đến mấy vạn,
có nhắm mắt bắn bừa thì cũng khiến chúng phơi thay. Bắn bao trùm cho ta. Mỗi khi có tiệc mới được chơi cái này. Chỉ có điều tiệc lần này là dành cho bọn giặc. Quân Minh không phải chỉ toàn là giặc. Là Thuận Thiên kiếm của chú công. Tại hạ là Thái Phúc, đô đốc của Đại Minh, được Lê Động Chủ và Ức Trai Tiên Sinh tin tưởng trao cho cơ hội bù đắp những tội ác trước này. Này, tại hạ thay hai vị ấy mang thanh kiếm này đến cho ngài. Còn có toàn bộ kế hoạch gồng kiềm và đại pháo của Trần Hiệp. Không ai ngờ rằng quân Lam Sơn sớm đã cho voi phục sẵn. Ban đầu dùng ngưu trận du địch tập trung quả lực về một hướng, sau đó bất ngờ cho tượng binh xông ra từ phía sau giáng một đòn chí tử. Mau xây đại pháo lại, nhắm vào lũ voi, mau lên! Bẩm đại nhân, thần pháo rất nặng, chúng ta không thể xoay được. Khốn kiếp! Tha! Tha cho ta! Càng quét của tượng binh vô cùng khủng khiếp. Con đường đất liền hóa thành con đường máu. Quân Minh không còn chỗ tránh né, chỉ có thể xô đẩy lẫn nhau, ngã vào bãi lầy xung quanh, để rồi chết chìm hoặc là chấp nhận biến thành thịt nát dưới gót chân voi.
giữa vùng sương mù dày đặc, tên bắn không thấy bóng, ngựa phi không thấy hình. Đèn trời trở thành tín hiệu dẫn đường cho thắng lợi. Nghĩa quân mai phục khắp các xứ Tốt Động, Chúc Động đồng loạt đổ ra đánh, tạo thành một cuộc hợp công vô cùng ngoạn mục. Cánh Tí Đồng đã giành được đại thắng. Ý chí quân binh hoàn toàn tan rã. Binh sĩ dứt bỏ vũ khí, bỏ chạy tứ tán. Binh bại như núi đổ. Dám dùng thần pháo để đấu với người Việt. Bằng ngọn đèn trời này, ta cũng dạy cho ngươi một bài học. Gãy ông, đập lưng ông. Khốn nạn! Làm sao ngươi biết được kẻ nào đã phản ta? Nói cho ngươi biết, không chỉ có đám giặc phía đông kia, mà đầu ngươi và Dương Thông cũng phải để lại chỗ này. Đám tàn quân nằm trong rò mà dám lớn lối à? Tất cả xông lên cho ta! Nhảm với các ngươi nhiều như vậy chính là chờ tới lúc này. Cánh quân tinh nhuệ nhất Lam Sơn ta, Thiết Độc Quân. Mau chặn chúng lại. Sát thần đinh lễ tới rồi đây. Không, không thể nào. Hỏa đằng thăng thiên, thiên đột thăng lâm. Năm dài dằng dặc, cuối cùng thời khắc này đã đến. Thời khắc bọn bay phải trả nợ báo cho người dân đã giết. Chỉ cần ta và Dương Thông còn ở đây.
Trước khi Đinh Lễ phá dây thì đầu ngươi đã rơi xuống đất. Một mạng này đổi lấy mạng của hàng vạn tên giặc Minh, một mạng này đổi lấy cái đầu của ngươi và Dương Công, một mạng này đổi lấy hy vọng cho cả dân tộc. Rẻ, cái giá này quá rẻ rồi. Giao chỉ điên rồ, chết đi. Dừng tay. Lý Thiện, mau phát lệnh cho bọn thiết đột tránh ra, để lão phu rút đi, bằng không ta sẽ xé xác con tiện nhân này. Dương Thao, tên thất phu, người lầm trận bỏ chạy, hoàng thượng quyết không tha cho ngươi. Trần đại nhân, đánh trận thì có thắng có bại, nhưng mạng thì chỉ có một mà thôi. Ta không muốn chôn thay nơi này, ngươi cũng không cần phải thí mạng. Chúng ta mỗi bên lùi một bước, thế nào Lý tướng quân? Đừng, mặc kệ bụi. Cấm miệng. Khoan, họ Lý kia, mau phát lệnh. Dừng đây, để ta phát lệnh. Quả nhiên là người hiểu thời thế. Sương Sườn thứ ba, từ trên xuống. Nói nhảm cái gì? Giao chỉ điên hết rồi. Mùi đã trả được thù rồi. Rừng thiêng khói phủ, đầu vòng loa rền, chiều hồn ai về gian khổ cùng ta. Đoàn quân đi vây thành phá, vung lưỡi gươm xua tan ám ảnh, tay chẳng sạch rửa vây biển đông, non sông nhớ lấy máu dừa đừng khóc, muội chỉ là một tên gián điệp. Muội là nghĩa binh Lam Sơn, là con dân của Đại Việt. Là con dân Đại Việt. Tiểu Nguyệt, tiếc quá, không chờ được. Đừng bỏ cuộc. Được phất cờ cho các huynh đệ cùng với chúa công tiến về Đông Quan. Ừ.
Đi đi, báo tin cho chúa công cùng nghĩa quân, cùng rất nhiều người dân, tất cả cùng nhau tiến về Đông Quan để mãi mãi đại diện là của người Việt.